Bài kiểm tra bá đạo số 1. Bài văn lớp 3A2 của em Cao Chí Linh kể về bố cực kỳ đẳng cấp, khiến cô giáo phải thốt lên, quá là bá đạo. Đề bài, kể về bố của em. Bài làm, bố em là vệ sĩ của chú Sơn Tùng. Một hôm chú Tùng hỏi bố em, có mấy gã cứ bám theo anh, chúng có ý đồ gì nhỉ? Bố em bảo, vệ sĩ của tôi đấy, bảo vệ cậu rất nguy hiểm, nên tôi muốn ba vệ sĩ bảo vệ tôi. Bài kiểm tra bá đạo số 2. Một bài toán gây lú cực căng, làm dân tình tranh cãi nổ lửa, của em Lê Đức Long, lớp 3 à. Nói thật, tôi đọc xong cũng lú hết cả đầu cô bác ạ. Đề bài, có 365kg lúa, đổ đều vào 7 bao. Hỏi cần có mấy bao để đựng hết số lúa đó. Bài làm, cần 7 bao. Cô vừa hỏi vừa trả lời luôn kìa. Bài kiểm tra bá đạo số 3. Một bài kiểm tra giáo dục công dân với IQ 200, học sinh gài bẫy ngược lại, làm cô giáo đứng hình. Đây là bài kiểm tra của em Vi Tiểu Bảo, lớp 6A4. Đề bài, em hiểu thế nào là lừa dối? Cho ví dụ. Bài làm, lừa dối là dựa vào việc người khác không biết để gây thiệt hại cho họ. Ví dụ, nếu em được điểm kém thì là cô lừa dối em. Bài kiểm tra bá đạo số 4. Bài văn tả về mẹ, làm phụ huynh méo hết cả mặt, của em Phùng Thị Tâm, học sinh lớp 2. Đề bài, tả về mẹ của em. Bài làm, mẹ em có cặp răng nanh, to bằng hột mít luộc, vàng khè, sợ lắm. Bài kiểm tra bá đạo số 5. Bài văn tả buổi chào cờ có 102, làm thầy hiệu trưởng há hốc mồm, của em Nguyễn Văn Tuấn, lớp 3C. Đề bài, tả buổi chào cờ của trường em. Bài làm, buổi chào cờ, thầy hiệu trưởng đang chửi thì đứt cúc quần, ai cũng cười. Cảm ơn cô bác đã theo dõi. Hãy like và chia sẻ video giúp tôi nhé.